Trần Văn Sáng, chủ tọa đoàn. Kính thưa chủ tọa đoàn và quý thầy cô, quý đồng nghiệp, được sự phân công của hội nghị thì tôi xin báo cáo đề tài là giãn phế quản đồng mắt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, chẩn đoán và điều trị. Như chúng ta cũng biết, giãn phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là hai bệnh lý khá là thường gặp trên thực hành lâm sàng và ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Và tuy giãn phế quản trên bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đã được Parker mô tả vào năm 2002, nhưng cho tới ngày hôm nay thì vẫn còn khá là ít nghiên cứu về vấn đề này, cũng như là chưa có một hướng dẫn thực hành lâm sàng về chuyên biệt cho giãn phế quản đồng mắt bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tuy nhiên, thời gian gần đây vấn đề này ngày càng được lưu tâm do có lẽ là dân số già đi, có những cái bệnh sử tự nhiên của bệnh dẫn đến giãn phế quản, cũng như là có vấn đề là sử dụng nhiều hơn CT scan, cho nên cái giãn phế quản, một bản thân giãn phế quản đã được chú ý nhiều hơn. Người ta thấy rằng trong vòng 10 năm giãn phế quản có thể tăng lên 40% vấn đề chẩn đoán, và cùng với nó là giãn phế quản đồng mắt bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cũng được quan tâm nhiều hơn. Thì phần trình bày của tôi sẽ gồm có 3 nội dung chính là giãn phế quản. Một câu hỏi đặt ra là nó là một kiểu hình hay là một bệnh đồng mắt? Và vấn đề thứ hai là chẩn đoán giãn phế quản đồng mắt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Vấn đề thứ ba là điều trị giãn phế quản đồng mắt bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở những cái y văn hiện nay cho tới ngày hôm nay thì có những thông tin gì về vấn đề này thì sẽ được trình bày trong ngày hôm nay. Vấn đề thứ nhất là giãn phế quản kiểu hình hay là bệnh đồng mắt. Về định nghĩa thì chúng ta biết là giãn phế quản từ tiếng Hy Lạp, chữ bronchiectasis, chữ broncho có nghĩa là phế quản, ectasis có nghĩa là giãn. Giãn phế quản được định nghĩa là giãn bất thường, không hồi phục và thường có dày thành phế quản. Đây là một định nghĩa về giải phẫu. Còn trong khi bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ngày nay được định nghĩa là triệu chứng hô hấp dai dẳng và có sự giới hạn luồng khí do các bất thường đường dẫn khí và phế nang, thường gây ra bởi phơi nhiễm quan trọng với các hạt hay là khí độc hại. Và giới hạn luồng khí là quan trọng, và đây là một định nghĩa về mặt chức năng. Giãn phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có thể đồng mắt với nhau, và trong nhiều nghiên cứu cho tới ngày hôm nay thì báo cáo từ những nghiên cứu ở thực hiện trên bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính CVD thì người ta thấy tần suất giãn phế quản có thể chiếm tới 4 cho tới 34%. Và trong đó có những nghiên cứu rất là lớn như nghiên cứu ELIP, nghiên cứu COPD Gene. Và ngược lại, trong những báo cáo về giãn phế quản, trong nghiên cứu trên những dân số giãn phế quản thì người ta thấy đồng mắt bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính ở nhóm dân số này cũng chiếm tỷ lệ là tùy tiểu nghiên cứu. Ví dụ như nghiên cứu Pasteur 2001 thì người ta thấy là không có bệnh nhân nào. Tuy nhiên, gần đây thì nghiên cứu của giãn phế quản của Hoa Kỳ thì người ta thấy rằng tần suất trên những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trên những nhóm giãn phế quản, trong những nghiên cứu về giãn phế quản này thì có thể chiếm tới 20%. Và vấn đề chẩn đoán giãn phế quản trên bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hoặc là ngược lại, đây là một khó khăn trong vấn đề chẩn đoán, bởi vì hai bệnh lý này cũng có thể trùng lấp những triệu chứng, ví dụ như là ho, tăng tiết đàm hoặc là có những đợt cấp. Và việc chẩn đoán thì chỉ thực hiện khi mà chúng ta thực hiện được CT trên những bệnh nhân này. Và về vấn đề triệu chứng của bệnh nhân nếu mà giãn phế quản đồng mắt bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì như thế nào? Mặc dù bệnh nhân giãn phế quản thường ngày người ta vẫn có thể tăng tiết đàm, người ta vẫn có thể là ho nhiều hơn, đợt cấp nhiều hơn. Tuy nhiên, người ta so sánh giữa hai nhóm bệnh nhân, đây là một cái tổng quan hệ thống, cũng mới đây thôi là 2015, người ta thấy rằng từ 6 nghiên cứu, người ta thấy rằng ở những bệnh nhân mà có giãn phế quản bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có giãn phế quản so với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính không có giãn phế quản, thì ở những bệnh nhân giãn phế quản thì cái lượng đàm sẽ nhiều hơn, cái lượng đàm tăng tiết hàng ngày sẽ nhiều hơn. Cũng như là đặc điểm đàm so sánh giữa hai nhóm bệnh nhân giãn phế quản có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và không có giãn phế quản có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì người ta thấy rằng đàm ở bệnh nhân mà có giãn phế quản sẽ có đàm mũ nhiều hơn ở nhóm mà có giãn phế quản. Và ngược lại, và một vấn đề nữa là cái kiểu giãn phế quản nó cũng liên quan tới việc tăng tiết đàm. Ở những bệnh nhân giãn phế quản dạng ống hay là dạng túi thì chúng ta thấy trên cái giãn đồ này, chúng ta thấy là bệnh nhân mà có giãn phế quản dạng túi
thì cái lượng tăng tiết đàm, đàm mủ nhiều hơn so với bệnh nhân tăng giãn phế quản ở cái dạng ống. Cũng như một vấn đề chúng ta khá là quan tâm, đó là những vi sinh vật ở những bệnh nhân giãn phế quản thì có sự quần cư hoặc là nhiễm trùng mạn tính, những vi sinh vật có khả năng gây bệnh, người ta nói tắt tiếng Anh là PPM. Mà thường nhất, vấn đề quan trọng nhất đó, Pseudomonas aeruginosa, thì đây cũng là một tổng quan hệ thống, cũng mới đây thôi. Năm 2016, tổng quan từ 4 nghiên cứu thì người ta thấy rằng có sự liên quan giữa giãn phế quản đồng mắc và nguy cơ phân lập vi sinh vật gây bệnh tiềm tàng ở bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tất cả những cái vi sinh vật có khả năng gây bệnh trên đường thở ở những bệnh nhân có giãn phế quản sẽ nhiều hơn so với những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà không có giãn phế quản. Và đặc biệt là Pseudomonas aeruginosa. Và sự khác biệt, cái mối liên quan này cũng khá là lớn với OR tới 4.75. Điều này chúng ta rất là lưu ý. Trên những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà có giãn phế quản thì vi sinh vật tiềm tàng Pseudomonas aeruginosa sẽ nhiều hơn so với những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính không có giãn phế quản. Điều này chúng ta quan tâm và trong thực hành chúng ta nên lưu ý. Và một vấn đề nữa là có sự liên quan giữa giãn phế quản đồng mắc với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính với mức độ suy giảm chức năng phổi. Nghiên cứu này được thực hiện cũng khá là lâu của O'Brien, nhưng mà chúng ta thấy là đăng trong Thorax. Chúng ta thấy là ở những bệnh nhân mà có giãn phế quản, đặc biệt là giãn phế quản dạng ống, dạng tràng hạt, thì cái tắc nghẽn đường dẫn khí sẽ nặng hơn, biểu hiện qua FEV1 sẽ suy giảm nhiều hơn ở cái nhóm tắc nghẽn nặng so với những cái bệnh nhân mà không có giãn phế quản hoặc là giãn phế quản dạng túi. Và đây là một tổng quan hệ thống năm 2016, tổng quan từ 7 nghiên cứu, thì người ta thấy rằng sự liên quan giữa giãn phế quản và nguy cơ tắc nghẽn đường dẫn khí nặng cũng được mô tả trong nhiều nghiên cứu. Và cái sự liên quan này cũng khá là mạnh với OR là 1.31. Một vấn đề nữa là liên quan giữa giãn phế quản đồng mắc với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và nguy cơ bị đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Thì tổng quan từ các nghiên cứu cho đến năm 2016, thì người ta cũng thấy rằng, tác giả Du cũng thấy rằng là sự tương quan này cũng khá là mạnh với nguy cơ bị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính tăng gấp OR 1.97 lần, là gần 2 lần so với những bệnh nhân không có giãn phế quản về mức độ nguy cơ tăng đợt cấp. Và một điều rất là đáng lưu tâm đó là sự liên quan giữa giãn phế quản đồng mắc với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và nguy cơ tử vong. Và tổng quan cũng của Du năm 2016, tác giả báo cáo rằng, từ 4 nghiên cứu tác giả báo cáo rằng cái nguy cơ tử vong giữa giãn phế quản có đồng mắc với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay không liên quan tới nguy cơ tử vong tăng gấp 1.96 lần, có nghĩa là gần 2 lần. Điều này cho chúng ta thấy là trong thực hành lâm sàng chúng ta nên lưu ý tầm soát giãn phế quản trên bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đặc biệt là những bệnh nhân có những yếu tố như vừa nêu, như tôi vừa nêu, đó là tăng thể tích đàm, tăng đàm mủ và vô đợt cấp nhiều hơn, thì chúng ta nên lưu ý để tầm soát vấn đề này, bởi vì nó có liên quan tới tiên lượng của bệnh nhân, đặc biệt là nguy cơ đợt cấp cũng như là nguy cơ tử vong nhiều hơn. Chính vì tầm quan trọng này, mặc dù mới được quan tâm gần đây thôi, nhưng mà tầm quan trọng của giãn phế quản đồng mắc với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính được chúng ta quan tâm nhiều hơn trong những năm gần đây. Và các tác giả đặt ra câu hỏi là, vậy thì giãn phế quản đồng mắc với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thực sự nó là một kiểu hình của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hay là một kiểu hình nội sinh endotype hay là một bệnh đồng mắc? Và một tác giả khác thì đặt câu hỏi, giãn phế quản với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính không đơn thuần là bệnh tắc nghẽn, không đơn thuần là bệnh đồng mắc mà nó còn nhiều hơn thế, có nghĩa là có thể là kiểu hình, có thể là kiểu hình nội sinh. Và để giải thích cho việc giãn phế quản đồng mắc với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, người ta có thể giải thích bằng 3 vấn đề, đó là giãn phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có thể là xảy ra tình cờ trên một bệnh nhân thôi, cũng như là một bệnh nhân có bệnh này có thể người ta cũng có bệnh khác kèm theo. Đó là 2 bệnh lý độc lập cùng xảy ra trên một bệnh nhân. Nhưng mà giả thuyết khác, một vấn đề khác người ta đặt ra đó là mối quan hệ nhân quả. Thì chúng ta biết rằng là bệnh phổi tắc nghẽn, và cái sự giải thích này được Cole mô tả gần 30 năm nay rồi.
đó là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có vấn đề nhiễm trùng mãn tính. Nhiễm trùng mãn tính, viêm phổi, viêm phế quản mãn tính có thể đưa đến việc bệnh nhân có giãn phế quản. Và ngược lại, bệnh nhân giãn phế quản lâu ngày nó có thể đưa tới việc tắc nghẽn đường dẫn khí cố định. Vậy thì cái này có quan hệ nhân quả. Bệnh này, một tiến trình bệnh này có thể xảy ra một bệnh lý khác nhau trên 1% bệnh nhân nhạy cảm khác nhau. Và những tác giả ủng hộ cho việc giãn phế quản đồng mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, người ta mô tả bằng một kiểu hình. Thì chúng ta thường hay nghe nói kiểu hình ACO, kiểu hình giãn phế, kiểu hình CVD đồng mắc hen. Thì ngày nay chúng ta sẽ nghe thêm một cái từ mới nữa là BECOS, đó là giãn phế quản đồng mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Người ta mô tả như là những cái bệnh đồng mắc khác là những bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, hen, giãn phế quản, nó có thể những có điểm chung, và đây là giãn phế quản và bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, nó là một kiểu hình kêu là BECOS. Cũng như là hen, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là ECO, thì đây cũng là một kiểu hình của những cái bệnh đường dẫn khí, nó có những điểm chung như vậy. Tuy nhiên, một tác giả khác thì lại mô tả giãn phế quản nó là một trong những kiểu hình của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, và nó có thể chồng lấp lên những kiểu hình khác của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Ở đây là một cái kiểu hình là nhiễm trùng phế quản mãn tính, thì nằm trong nhiễm trùng phế quản mãn tính nó một kiểu hình tập hợp con, đó là kiểu hình chồng lấn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính giãn phế quản. Nó có thể chồng lấn những kiểu hình khác của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, ví dụ như kiểu hình viêm phế quản mạn, kiểu hình nhiều đợt cấp. Và chính vì sự liên quan giữa bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và giãn phế quản khá là nhiều, cho nên người ta cũng đưa ra một vấn đề là giải thích bằng tiêu chuẩn Bradford-Hill về quan hệ nhân quả liên quan giữa bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bởi những cái điểm số, khá là nhiều điểm số để đánh giá, ví dụ như là sự liên quan này có mạnh mẽ hay không, sự liên quan này có thường xuyên liên tục hay không, độ đặc hiệu như thế nào, và những cái dấu ấn khác như thế nào. Thì có khá là nhiều câu hỏi đặt ra cho vấn đề này, và cho tới ngày hôm nay thực ra cái trả lời câu hỏi này vẫn còn nhiều tranh cãi. Và một giả thuyết về liên quan sinh bệnh học giữa phát triển giãn phế quản và trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, có hai giả thuyết để giải thích cái vấn đề này, đó là giả thuyết Fon and Rye hypothesis. Một giả thuyết thứ hai là cone, là vòng tròn luẩn quẩn của cones. Thì ở những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính trung bình cho tới nặng, có những cái sự nhiễm những cái vi khuẩn gây bệnh mới, và sự nhiễm vi khuẩn này nó có thể tăng lên viêm phế quản, tăng cái viêm phế quản mãn tính, và tùy cái đáp ứng với kháng sinh hoặc là đáp ứng miễn dịch của cơ thể mà vi khuẩn có thể bị tiệt trừ hay không. Và nếu không bị tiệt trừ thì nó sẽ đi qua vòng thứ hai, đó là giả thuyết của Cones. Giả thuyết của Cones là ở những bệnh nhân có nhiễm trùng phế quản mãn tính, nó có thể đưa tới việc viêm phế quản mãn tính, nhiễm trùng có thể đưa tới viêm phế quản mãn tính, và có sự viêm của những cái phần phân tử vi khuẩn, nó có thể làm giảm cái sự thanh thải nhầy lông, và nó làm phá hủy thành vách phế quản, cho nên sẽ đưa tới giãn phế quản. Cho nên chúng ta có thể thấy là tác giả này, hai cái giả thuyết này để giải thích là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính sẽ đưa tới giãn phế quản. Và trên hình ảnh CT ngực thì chúng ta thấy ở bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì cũng có thể có giãn phế quản, nhưng đặc điểm của giãn phế quản có thể nó hơi khác một chút. Là giãn phế quản ở bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì thay đổi đường thở trên CT thì có thể là giãn phế quản lan tỏa và thường có kèm theo khí phế thủng. Tuy nhiên, ở bệnh nhân giãn phế quản nguyên phát thì cái sự giãn phế quản này có thể khu trú hoặc là có thể lan tỏa, và nó thường là có kèm theo giãn phế quản nặng, có những cái dạng giãn phế quản dạng tràn hạt hoặc là dạng là túi. Và cái vấn đề này cũng có thể liên quan với nhau. Và một cái hình ảnh CT người ta thực hiện ở trên một bệnh nhân từ năm 2000, cùng trên một bệnh nhân năm 2007, cùng trên một bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính năm 2007, người ta chụp một cái CT ngực. Và năm 2015, cũng chính bệnh nhân này, người ta chụp một cái CT ngực thứ hai. Thì người ta thấy là có hiện tượng, lúc đầu thì không có giãn phế quản, nhưng
8 năm sau thì có hiện tượng giãn phế quản trên bệnh nhân này. Và ngày nay với cái sự phát triển nhiều hơn của CT, chúng ta lưu ý chụp CT nhiều hơn trên bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, thì người ta thấy được rằng là có tới 26 tới 69 bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có bằng chứng của giãn phế quản trên CT. Phần thứ hai tôi đi vào, tôi xin trình bày đó là chẩn đoán giãn phế quản đồng mắc với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Chẩn đoán giãn phế quản đồng mắc với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đương nhiên chúng ta sẽ có hai phần chẩn đoán là chẩn đoán giãn phế quản và chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và đây là một vấn đề khá là khó khăn trong thực hành lâm sàng, khi mà bệnh nhân giãn phế quản, bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cũng có những triệu chứng, có nhiều bệnh nhân cũng có những triệu chứng tương tự như bệnh giãn phế quản, có nghĩa là bệnh nhân cũng có thể ho, cũng có thể có đợt cấp, có sự tăng tiết đàm. Tuy nhiên những điểm đặc biệt chúng ta lưu ý như hồi nãy những cái nghiên cứu tổng quan tôi trình bày là bệnh nhân giãn phế quản đồng mắc với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính hoặc là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có kèm giãn phế quản, thì nó có những cái đặc điểm mà chúng ta lưu ý là tăng tiết đàm của bệnh nhân này sẽ nhiều hơn những bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thông thường, và số đợt cấp của bệnh nhân này sẽ nhiều hơn, và tắc nghẽn luồng khí sẽ nặng hơn, cũng như là gia tăng tỷ lệ nhiễm trùng mãn tính hoặc là quần cư với những vi khuẩn có tiềm năng gây bệnh, và gia tăng tỷ lệ quần cư của Pseudomonas aeruginosa, cũng như là tăng gấp đôi nguy cơ tử vong do mọi nguyên nhân. Từ những cái đặc điểm lâm sàng này thì chúng ta sẽ đi vào chẩn đoán. Chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là chúng ta phải căn cứ vào triệu chứng là khó thở, ho, đàm mãn tính, khạc đàm, và có những yếu tố tiếp xúc với những yếu tố nguy cơ quan trọng như là thuốc lá, yếu tố phơi nhiễm nghề nghiệp, ô nhiễm trong nhà hoặc là ngoài đường, hoặc những yếu tố chủ thể của bệnh nhân. Và để khẳng định là bệnh nhân này có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, chúng ta phải thực hiện đo hô hấp ký. Cái này là rất là cần thiết để chẩn đoán. Và để chẩn đoán giãn phế quản thì ngoài triệu chứng lâm sàng, chúng ta lưu ý tới chẩn đoán giãn phế quản là chẩn đoán bằng CT. Trên CT thì chúng ta sẽ đo với đường kính phế quản cũng như là đường kính động mạch liền kề. Thì thông thường thì đường kính phế quản sẽ nhỏ hơn động mạch phế quản liền kề. Đó là tỷ lệ này, tỷ lệ đường kính phế quản trên động mạch liền kề là tỷ lệ bình thường, nó là 0,65 cho tới 0,7. Và khi tỷ lệ này tăng hơn, hai cái đường kính này bằng nhau, thì chúng ta nghi ngờ nhiều hơn. Tuy nhiên, cái đường kính phế quản trên đường kính tỷ số đường kính phế quản trên động mạch liền kề thì nó có thể vẫn là bằng 1 ở một số người bệnh nhân bình thường. Đặc biệt chúng ta lưu ý là như tác giả Garcia, người ta báo cáo nhưng mà sau đó một cái review người ta nói lại là tác giả này đã chẩn đoán quá giãn phế quản trên bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bởi vì nếu mà đo đường kính giãn phế quản này, đường kính phế quản này nó không khác với người bình thường, nhưng mà chẳng qua là do động mạch, cái đường kính động mạch nó nhỏ hơn do một số vấn đề, ví dụ như co mạch, thì việc chẩn đoán dựa trên đường kính này nó có thể là sai. Và ở cái nghiên cứu của Garcia cũng là tác giả khá nổi tiếng, người ta cho cái tác giả cho cái tỷ lệ khá là cao, nhưng mà cái đó bị sai số, bị bias. Do đó khi sử dụng tỷ số này chúng ta lưu ý, tuy nhiên cái tỷ số mà đường kính phế quản trên động mạch liền kề nếu mà trên 1,5 thì hầu hết là do giãn phế quản chứ không phải những vấn đề khác. Đây là phế quản, còn đây là động mạch liền kề ở hai cái mũi tên. Chúng ta có thể thấy rõ, cái giãn phế quản nó rất là rõ, nó to hơn nhiều so với động mạch liền kề. Vậy thì khi chẩn đoán giãn phế quản đồng mắc với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, chúng ta phải coi chẩn đoán nào là chẩn đoán chính, giãn phế quản nhiều hơn hay là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhiều hơn, giãn phế quản có trước hay là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có trước, để từ đó chúng ta quyết định điều trị cho phù hợp. Và có những vấn đề là chúng ta phải khai thác như bệnh nhân có tiền sử phơi nhiễm hô hấp hay không, đặc biệt là khói thuốc lá, bệnh nhân có tắc nghẽn luồng khí cố định hay không, có bất thường đường kính phế quản dày thành đường dẫn khí trên CT hay không. Và nếu mà chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì tiền sử phơi nhiễm với yếu tố nguy cơ thì chúng ta phải khai thác, đó là cần thiết. Và đặc biệt tắc nghẽn luồng khí cố định là rất rất là cần thiết để chẩn đoán bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đó là tiêu chuẩn cần và đủ. Và chẩn đoán giãn phế quản thì bệnh nhân có thể có phơi nhiễm nhưng mà yếu tố này là không cần thiết. Và tắc nghẽn luồng khí cố định có thể là có hay không, nhưng mà tiêu chuẩn bất thường đường dẫn khí trên CT bắt buộc phải có.
Và chúng ta cũng đánh giá là mức độ nặng nhẹ như thế nào của mỗi bệnh lý góp phần cho cái vấn đề điều trị của chúng ta. Ở đây thì cũng không có nhiều thời gian, cho nên tôi chỉ lược qua cái tác giả này cũng nghiên cứu PUME. Cái bài này là bài rất là mới về giãn phế quản. Thì tác giả cũng liệt kê là những cái đặc điểm mà chúng ta phải khảo sát để tìm nguyên nhân của giãn phế quản, từ đặc điểm về tuổi, đặc điểm bệnh sử cho đến các xét nghiệm chúng ta cần phải làm để chẩn đoán nguyên nhân của giãn phế quản. Và cái tác giả này bài báo đăng cũng rất là mới, tháng 3, 2018. Và một tác giả nữa, Ajiru, thì năm 2017 tác giả cũng đăng một cái lưu đồ để chẩn đoán giãn phế quản. Đương nhiên là bắt buộc chúng ta phải cần có CT và lâm sàng, bệnh sử lâm sàng phù hợp, từ đó chúng ta sẽ làm những cái xét nghiệm khác để đánh giá bệnh phổi này có giãn phế quản và nguyên nhân là gì. Ở Việt Nam của chúng ta, một vấn đề chúng ta khá là lưu ý và đặc biệt là quan tâm, và trong lâm sàng tôi nghĩ là quý đồng nghiệp cũng gặp rất là nhiều, đó là giãn phế quản sau lao. Về hình ảnh thì giãn phế quản sau lao vẫn có những cái đặc điểm để chúng ta có thể phân biệt với những cái giãn phế quản khác. Ví dụ giãn phế quản sau lao, đây là một bệnh nhân sau 2 tháng điều trị lao thì kết quả chụp lại là cái CT đã có hình ảnh giãn phế quản rồi. Và giãn phế quản sau lao thì trong những cái tài liệu về giáo khoa, về X-quang, người ta cũng ghi nhận là nó có thể thường là ở thùy trên và thường là giãn phế quản kèm theo những cái dấu hiệu khác. Ví dụ như bệnh nhân có xơ, có nốt vôi hóa hoặc bệnh nhân có giảm thể tích của phổi. Và từ những cái tổng quan hệ thống, người ta cũng thấy rằng CT ngực mà có giãn phế quản về X-quang, giãn phế quản sau lao có thể chiếm tới 4.3-11.2%. Nhưng mà khi chụp CT để xác định giãn phế quản của những bệnh nhân sau lao này, nó có thể chiếm tới 35-86%. Một con số rất là ấn tượng mà quý vị đồng nghiệp chúng ta cũng phải lưu tâm. Và một nội dung nữa tôi xin trình bày nữa là điều trị giãn phế quản đồng mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Đây là một vấn đề mà chúng ta điều trị hai bệnh đồng mắc thì chúng ta vừa điều trị song song là điều trị giãn phế quản và điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và đương nhiên cái cán cân này nó cũng có thể nó thay đổi. Có khi giãn phế quản nhiều thì chúng ta lưu ý những thuốc điều trị giãn phế quản nhiều. Mà bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhẹ hơn thì chúng ta sử dụng những thuốc điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhẹ hơn. Cán cân này có thể thay đổi và nó sẽ tùy thuộc vào cá thể của bệnh nhân, chứ không có bệnh nhân nào giống bệnh nhân nào. Và cho tới ngày hôm nay cũng chưa có một cái guideline nào để hướng dẫn bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính đồng mắc với giãn phế quản hoặc ngược lại. Mà trong Gold 2014 là lần đầu tiên người ta đề cập tới giãn phế quản là bệnh đồng mắc với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Mà người ta nói chắc có tới 5 dòng về vấn đề này. Cho nên đây cũng là một vấn đề mà chúng ta vẫn cần phải nghiên cứu thêm, tiếp tục nghiên cứu. Và Gold 2018 cho chúng ta những cái nhóm bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà từ đó chúng ta sẽ sử dụng những cái thuốc phù hợp. Ở nhóm A là chúng ta sử dụng đầu tiên là thuốc giãn phế quản. Nhóm B là chúng ta sử dụng đầu tiên thuốc giãn phế quản LABA hoặc là NAMA. Và nếu có đợt cấp thì chúng ta có thể phối hợp. Ở nhóm C thì chúng ta sẽ sử dụng LAMA. Và chúng ta có đợt cấp, chúng ta sẽ phối hợp LABA LAMA và hoặc là LABA ICS. Và ngày hôm nay thì chúng ta cũng biết rằng là trong những cái hướng dẫn của Gold thì người ta đề cao vai trò của thuốc giãn phế quản hơn là ICS. Bởi vì người ta sợ một cái nguy cơ là viêm phổi. Tuy nhiên tùy những bệnh nhân mà chúng ta áp dụng, ví dụ bệnh nhân kiểu hình ACO hay những kiểu hình mà viêm tăng tế bào hoại toan thì đương nhiên chúng ta vẫn phải sử dụng ICS. Đây là hướng dẫn chung. Và ở những bệnh nhân nhóm D thì tùy chúng ta, ban đầu chúng ta có thể sẽ LAMA và phối hợp LABA LAMA. Còn đối với những bệnh nhân ACO thì chúng ta có thể bắt đầu với ICS LABA và sau đó là phối hợp. Về chẩn đoán điều trị giãn phế quản đối với trong một cái hướng dẫn mới nhất của Hội Hô hấp châu Âu về giãn phế quản của người lớn thì chúng ta có những vấn đề, bệnh nhân có những vấn đề chúng ta phải lưu ý. Bệnh nhân này là có, nếu mà bệnh nhân giãn phế quản này có nhiễm trùng phế quản mạn thì chúng ta phải lưu ý những biện pháp như điều trị kháng sinh dài hạn uống hoặc là hít, phải tiệt trừ các tác nhân gây bệnh mới và sử dụng kháng sinh trong đợt cấp. Bệnh nhân giãn phế quản nếu có những thay đổi về cấu trúc phổi thì chúng ta phải sử dụng những liệu pháp thuốc giãn phế quản
và có thể phẫu thuật hoặc phục hồi chức năng phổi. Phục hồi chức năng phổi là một vấn đề rất là quan trọng. Và nếu bệnh nhân có viêm thì chúng ta sẽ sử dụng các liệu pháp kháng viêm. Giãn phế quản cũng như bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, người ta coi là một bệnh viêm đường dẫn khí mà là viêm tăng neutrophil, có những đặc điểm giống nhau như vậy. Và nếu bệnh nhân có giảm sự thanh thải nhầy lông thì chúng ta phải có những biện pháp như điều trị đàm dài hạn và kỹ thuật thông thoáng đường thở. Và đây là cái biện pháp điều trị tiệt trừ vi sinh vật gây bệnh mới. Và lưu ý nhất là Pseudomonas. Đây một cái lưu đồ, thì cái lưu đồ này cũng khá là dài. Ví dụ như là chúng ta phân lập được Pseudomonas mới, chủng mới hoặc là lần đầu, thì chúng ta phải xem xét để lập lại xét nghiệm khẳng định này sự viêm nhiễm này là dai dẳng. Và chúng ta sẽ điều trị theo những phác đồ khác nhau. Ví dụ chúng ta có thể sử dụng fluoroquinolone uống và giai đoạn 2 tuần, sau đó chúng ta chuyển ra tiêm hoặc là beta-lactama aminoglycoside hoặc là kháng sinh khí dung, ví dụ như colistin, topramicin, gentamicin. Và tổng thời gian điều trị của chúng ta cũng khá là dài, đó là 3 tháng. Và có thể là kháng sinh tiêm beta-lactama aminoglycoside giai đoạn đầu 2 tuần và kháng sinh khí dung với colistin, topramicin, gentamicin, tổng thời gian cũng là 3 tháng. Hoặc là chúng ta có thể điều trị ban đầu fluoroquinolone uống hoặc hay là kháng sinh tiêm kết hợp với kháng sinh khí dung giai đoạn đầu 2 tuần và tiếp tục kháng sinh khí dung và tổng thời gian cũng là 3 tháng. Còn một vấn đề nữa là vì giãn phế quản có những việc nhiễm trùng phế quản mãn tính, cho nên chúng ta cũng phải lưu ý đến việc điều trị kháng sinh dài hạn được chỉ định trong hướng dẫn của ERS, là hướng dẫn cho nếu bệnh nhân có trên lớn hoặc đoạn 3 đợt cấp trong năm thì chúng ta phải có những biện pháp như là tối ưu hóa thông thoáng đường thở hoặc là điều trị nguyên nhân nền của bệnh nhân giãn phế quản là gì. Và người ta sẽ chia ra hai loại bệnh nhân này, có nhiễm Pseudomonas hay không hay là có nhiễm không phải Pseudomonas. Nếu mà Pseudomonas thì như lưu đồ là chúng ta phải sử dụng kháng sinh khí dung dài hạn như hồi nãy tôi đã trình bày. Còn nếu không phải Pseudomonas, một vấn đề đặt ra là chúng ta sử dụng macrolide dài hạn. Và nếu mà đáp ứng không đủ, chúng ta sử dụng kháng sinh uống và khí dung kết hợp hoặc là kháng sinh uống dài hạn. Vật lý trị liệu thì có một cái chuyên đề riêng về vật lý trị liệu trong hội nghị này. Đây là cũng vấn đề khá là quan tâm. Và bệnh nhân có những vấn đề gì thì chúng ta sẽ áp dụng biện pháp đó và lưu ý đến cái biện pháp đó. Nếu bệnh nhân có những vấn đề về đàm thì chúng ta phải sử dụng các biện pháp vật lý trị liệu, ví dụ như là dẫn lưu tư thế, ví dụ như là các biện pháp thở ra có điều chỉnh hoặc sử dụng dụng cụ. Hoặc là nếu bệnh nhân không dung nạp với gắng sức thì chúng ta phải có những bài tập về tăng sức mạnh cho bệnh nhân, tăng hoạt động thể lực cho bệnh nhân. Và nếu bệnh nhân có suy yếu cơ hoặc là suy yếu hô hấp, phải tập cơ hít vào. Và đây là kỹ thuật làm thông thoáng đường thở theo ERS, thì có rất là nhiều những cái dụng cụ để làm sạch đàm, rồi đây là dẫn lưu tư thế, rồi kỹ thuật thở, vân vân. Vậy thì điều trị giãn phế quản đồng mắc với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính như thế nào? Tôi trình bày là điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Tôi trình bày bệnh phổi tắc nghẽn giãn phế quản, điều trị bệnh phổi giãn phế quản. Vậy thì điều trị như thế nào khi giãn phế quản đồng mắc với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính? Chúng ta BI nguyên hai cái hướng dẫn này vào để chúng ta áp dụng cho bệnh nhân hay là như thế nào? Thì người ta vẫn nói là điều trị nên cá thể hóa cho từng bệnh nhân, tùy mức độ nặng của giãn phế quản, tùy mức độ nặng của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và tùy thuộc nguyên nhân của giãn phế quản như thế nào để chúng ta điều trị cho phù hợp. Và hiện cũng chưa có một hướng dẫn lâm sàng chuyên biệt nào cho giãn phế quản đồng mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và ý kiến chuyên gia là điều trị theo hướng dẫn của giãn phế quản, điều trị theo hướng dẫn của CBD. Tuy nhiên vẫn còn nhiều vấn đề bàn cãi. Ví dụ như một số công thức hoặc là một số thuốc để điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có thể không thích hợp cho bệnh giãn phế quản, hoặc là ngược lại, một số điều trị giãn phế quản lại không phù hợp cho bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Ví dụ ICS và bệnh nhân ở những bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn, ICS được sử dụng cho bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhưng mà sử dụng trên những bệnh nhân có quần cư vi khuẩn hoặc là nhiễm trùng hô hấp dưới tái đi tái lại thì điều này có phù hợp hay không? Hoặc là macrolide, trên macrolide vẫn có thể sử dụng trên bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhưng mà khu trú trên một nhóm nhỏ bệnh nhân thôi.
Còn trong giãn phế quản thì việc sử dụng macrolide rộng rãi hơn. Vậy thì sử dụng macrolide trên bệnh nhân giãn phế quản đồng mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, đại trà trên tất cả bệnh nhân thì liệu có phù hợp hay không? Đó là cũng là những vấn đề mà chúng ta phải lưu tâm. Thì tổng quan hệ thống để người ta thấy rằng corticoid đường hít thì sử dụng thế nào đối với bệnh nhân giãn phế quản, có sử dụng được hay không? Thì cho tới ngày hôm nay thì chúng ta cũng tổng quan hệ thống này là 2018 cũng khá là mới nha quý đồng nghiệp. Thì cho thế ngày hôm nay người ta thấy rằng cũng không có đủ chứng cứ để ủng hộ cho việc sử dụng ICS thường xuyên trên bệnh phổi trên bệnh nhân có giãn phế quản. Và cũng không thể đưa ra bất cứ một kết luận nào về việc sử dụng ICS ở đợt cấp của bệnh nhân giãn phế quản ở người lớn cũng như là trẻ em. Tuy nhiên, ở bệnh nhân của chúng ta, đây là tổng quan trên bệnh nhân giãn phế quản thôi. Tuy nhiên, bệnh nhân của chúng ta vẫn có những bệnh nhân là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính cần sử dụng ICS thì câu hỏi là như thế nào? Đương nhiên, câu trả lời sẽ là cá thể hóa, vấn đề cá thể hóa. Và có nghĩa là nếu bệnh nhân này có yếu tố cần phải sử dụng ICS, ví dụ như bệnh nhân viêm tăng eosinophil trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính thì chúng ta không thể từ chối được việc sử dụng ICS rồi. Tuy nhiên, chúng ta phải điều chỉnh những yếu tố nguy cơ. Ví dụ bệnh nhân hút thuốc lá cũng là một yếu tố dẫn đến nguy cơ viêm phổi thì chúng ta khuyên bệnh nhân ngừng hút thuốc lá. Hoặc là bệnh nhân có dinh dưỡng kém, BMI thấp thì có nguy cơ là tăng cái tình trạng viêm phổi khi sử dụng ICS thì chúng ta sẽ khuyên bệnh nhân là phải dinh dưỡng cho đầy đủ, bệnh nhân phải chích ngừa cho đầy đủ khi mà chúng ta đã phải sử dụng, bắt buộc phải sử dụng ICS cho bệnh nhân giãn phế quản. Và chúng ta khi phải chọn lựa thì đương nhiên chúng ta sẽ sử dụng ICS mà được chứng minh là ít nguy cơ viêm phổi hơn so với những ICS mà có nhiều nguy cơ viêm phổi. Ví dụ như fluticasone, propionate khi chúng ta sử dụng liều 700 microgram thì nó đã tăng gấp 2,38 lần nguy cơ viêm phổi rồi. Cho nên nếu chúng ta phải sử dụng ICS, fluticasone thì chúng ta sử dụng cái liều thấp hơn mà vẫn có khả năng là kiểm soát được đợt cấp của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Ví dụ như là trong các bác sĩ lâm sàng của chúng ta thường sử dụng trên bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, ví dụ như là Symbicort, chúng ta sử dụng liều 2x2 cho bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Seretide chúng ta sử dụng liều 2x2, liều 500 có nghĩa là 1000 microgram một ngày. Thì đương nhiên chúng ta biết là cái nguy cơ viêm phổi nó sẽ nhiều hơn. Nhưng mà khuyến cáo của FDA thì đối với những bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính mà có nguy cơ nhiều viêm phổi thì chúng ta có thể sử dụng liều thấp hơn. Ví dụ là Budesonide chúng ta chỉ cần sử dụng liều 400 microgram một ngày là đủ ngăn ngừa đợt cấp rồi. Và fluticasone, propionate chúng ta có thể sử dụng liều tổng ngày một ngày là 500 là đủ để ngăn ngừa đợt cấp như những bệnh nhân mà có nhiều yếu tố nguy cơ nhiễm trùng hô hấp, viêm phổi rồi. Và nếu mà bệnh nhân mà không có chỉ định dùng ICS thì chúng ta cũng không có nên sử dụng đại trà ICS trên những bệnh nhân vừa giãn phế quản vừa bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Và chúng ta cũng có thể tiên đoán về đáp ứng một trong những điều trị giãn phế quản là thuốc giãn phế quản. Và một trong những điều trị cơ bản của bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính là thuốc giãn phế quản. Và chúng ta cũng có thể tiên đoán được bệnh nhân của chúng ta sẽ đáp ứng thuốc giãn phế quản hay không. Ở đây là tác giả Jung, người ta nghiên cứu này cũng khá là mới, 2016. Người ta thấy là cái đáp ứng với thuốc giãn phế quản ban đầu để suy ra là bệnh nhân có đáp ứng với trị liệu lâu dài thuốc giãn phế quản hay không ở bệnh nhân có giãn phế quản thì như thế nào. Ở bệnh nhân nếu mà không có đáp ứng ban đầu thuốc giãn phế quản thì sau đó thì cái tỷ lệ của bệnh nhân đáp ứng với giãn phế quản lâu dài sẽ ít hơn so với những bệnh nhân làm nghiệm pháp test giãn phế quản ban đầu hồi phục dương tính thì đáp ứng lâu dài với điều trị giãn phế quản nó sẽ tốt hơn. Đây tỷ lệ bệnh nhân tăng hơn. Và khi so sánh chức năng hô hấp FEV1 ban đầu và sau điều trị với liệm pháp thuốc giãn phế quản lâu dài ở bệnh nhân giãn phế quản thì chúng ta cũng là nghiên cứu này thì tác giả Jung thấy rằng là mặc dù đáp ứng ban đầu test giãn phế quản dương tính ở bệnh nhân này không dương tính nhiều, ở cái nhóm mà bệnh nhân không dương tính nhiều ban đầu nhưng mà đáp ứng lâu dài với thuốc giãn phế quản ở những bệnh nhân này vẫn tốt hơn và tổng số của bệnh nhân đều đáp ứng tốt hơn. Có nghĩa là
bệnh nhân dù có đáp ứng ban đầu với thuốc giãn phế quản hay là không đáp ứng ban đầu với thuốc giãn phế quản, khi chúng ta làm nghiệm phát giãn phế quản thì đáp ứng về lâu dài với thuốc giãn phế quản vẫn tốt hơn ở những bệnh nhân có bệnh lý giãn phế quản. Và cái nhóm đáp ứng tốt hơn thì sẽ gặp ở những bệnh nhân mà ban đầu chúng ta làm test giãn phế quản tốt hơn. Thì điều này, những bệnh nhân này thì là những cái đối tượng để chúng ta chọn lựa để điều trị với liệu pháp giãn phế quản, thuốc giãn phế quản cho bệnh nhân giãn phế quản. Và cũng tổng quan hệ thống này, người ta phân tích một vấn đề, tổng quan hệ thống này cũng năm 2014 phân tích một vấn đề là sử dụng ICS LABA ở bệnh nhân giãn phế quản thì như thế nào. Thì cho tới năm 2014 thì vẫn còn thiếu bằng chứng để nói về vấn đề chúng ta có nên tiếp tục hay là ngưng phối hợp ICS LABA ở bệnh nhân giãn phế quản. Mà chúng ta phải lưu ý cân nhắc giữa lợi ích và nguy cơ. Có nghĩa người ta cũng không khuyên chúng ta ngưng, người ta cũng không khuyên chúng ta tiếp tục bởi vì không đủ bằng chứng để đưa ra khuyến cáo. Nhưng mà chúng ta phải cân nhắc lợi ích nguy cơ. Nếu bệnh nhân này có những yếu tố cần phải sử dụng, ví dụ bệnh nhân có những bệnh đồng mắc như là bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, bệnh nhân có tăng đáp ứng với thuốc giãn phế quản, tăng đáp ứng với ICS LABA thì cũng không lý do gì chúng ta phải từ chối. Nhưng mà chúng ta phải cân nhắc giữa nguy cơ, ví dụ nhiễm trùng mãn tính, ví dụ như nguy cơ viêm phổi vân vân, và những cái biến chứng khi mà chúng ta, những cái tác dụng phụ khi chúng ta sử dụng ICS LABA lâu dài. Và vấn đề nữa là sử dụng macrolide cho bệnh nhân giãn phế quản. Xin lỗi báo cáo viên ngắn lại chút ạ, quá giờ nhiều quá. Vâng, xin mời. Sử dụng macrolide cho bệnh nhân giãn phế quản thì như thế nào? Macrolide là một cái chỉ định, một trong những chỉ định để nhiễm trùng phế quản mạn ở bệnh nhân giãn phế quản. Nó có thể cải thiện được cái tần suất của đợt kịch phát cũng như cải thiện được chất lượng cuộc sống. Cái này là đủ bằng chứng. Tuy nhiên, khi chúng ta sử dụng, chúng ta cũng nên lưu ý những cái tác dụng phụ. Ví dụ nguy cơ trên tim mạch khi mà chúng ta sử dụng lâu dài, bởi vì khi sử dụng cho bệnh nhân giãn phế quản thường chúng ta phải sử dụng lâu dài, thì chúng ta phải lưu ý khi mà chúng ta sử dụng trên những bệnh nhân lâu dài có những cái biến cố về tim mạch hoặc là về điếc hoặc là những vấn đề về đề kháng kháng sinh. Và đặc biệt nếu mà bệnh nhân chúng ta sử dụng trên bệnh nhân bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, chúng ta sử dụng lâu dài này thì những vấn đề này chúng ta phải đặc biệt lưu ý hơn. Vậy thì chúng ta điều trị như thế nào? Bệnh nhân này chúng ta không thể biết được là bệnh nhân này có cái gì nhiều hơn, có giãn phế quản nhiều hơn hay là có bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính nhiều hơn. Một trong những quan niệm rất là mới hiện nay đó là điều trị bệnh đường dẫn khí theo đặc điểm điều trị được. Nó mới hơn kiểu hình một chút và nó gần với tiếp cận với điều trị cá thể hóa hơn một chút. Đó là bệnh nhân của chúng ta, bệnh đường dẫn khí là một bệnh lý chung và chúng ta sẽ xem bệnh nhân có những đặc điểm điều gì có thể điều trị được để chúng ta điều trị. Cái này nó có thể giải quyết được những vấn đề là giãn phế quản có đồng mắc với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính, có đồng mắc với hen, đồng mắc với vân vân, những bệnh lý khác thì chúng ta vẫn có thể áp dụng công thức này được. Bệnh nhân có vấn đề gì thì chúng ta sẽ sử dụng những cái tiêu chuẩn chẩn đoán khác nhau và chúng ta sẽ tiếp cận chẩn đoán khác nhau, tiếp cận điều trị đầu tay hoặc là hàng hai như sau. Vậy thì còn những vấn đề gì chúng ta chưa biết? Thực ra là tôi chỉ tổng quan những cái vấn đề tôi đọc được trong y văn, tại vì tới ngày hôm nay vẫn không có một hướng dẫn nào cụ thể trên những bệnh nhân giãn phế quản đồng mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cho nên những cái gì chúng ta biết được còn rất là nhiều, những cái gì chúng ta chưa biết cũng còn rất là nhiều. Vậy thì điều gì có thể dự đoán được giãn phế quản đồng mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính? Nó có thể là đàm, lượng đàm không? Có thể là có những dấu ấn sinh học chuyên biệt nào hay không? Có thể là những dấu ấn gen nào hay không? Ví dụ như PPM1. Hoặc là điều trị tích cực giãn phế quản đồng mắc bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có cải thiện được tiên lượng bệnh nhân hay không? Và thuốc kháng viêm điều trị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính có giúp ích hay làm xấu đi giãn phế quản hay không? Ví dụ như ICS, ví dụ như ức chế phosphodiestera 4. Dạ, phần trình bày của tôi đến đây là hết. Xin chân thành cảm ơn quý đồng nghiệp. Và xin trân trọng cảm ơn bài báo cáo của